Và rồi, Nam Tân Việt đã tháo nắp của máy hàng mít hồng ký 200 Pro ra rồi ha. Thì các bạn và anh em mình hãy cùng Nam Tân Việt xem cái cấu hình ở bên trong máy được thiết kế như thế nào nha. Đó, và đây là một cái mặt bên của nội tạng của máy ha. Đó, thì bên này thì mình thấy nó máy được thiết kế được 3 bo, nó nằm ở vị trí bên này nè ha. Một bo nè, hai bo, ba bo. Đó là ba bo chính ha. Và còn bên này nữa. Đó đây, đó. Thì ở bên này có thêm hai bo nữa ha, thì đó, 4 bo, 5 bo đó. Thì tổng cộng mà thì máy hàng mít của Hồng Ký 200 Pro này thì được thiết kế 5 cũng 5 bo nha tất cả anh em. Và các bạn và anh em mình thì xem cái trên từng cái chi tiết của cái bo nó được xử lý và giải quyết như thế nào ha. Thì 5 bo này thì mỗi bo thì nó có đều có cái công dụng và một cái chức năng riêng của nó hết nha tất cả anh em. Đó. Thì trước mắt là các bạn nè, xem cái bo công suất của nó ha. Đó, thì máy con mít Hồng Ký 200 Pro này á thì được thiết kế 4 con sò công suất nha anh em. Đó, và mỗi con đen đen ở trên mặt đây nè, đây là tương đương với một con sò công suất ha. Một con, hai con, ba con, bốn con. Thì cái dòng này thì nó hoạt động bằng công suất IGBT nha tất cả anh em mình. Nó sử dụng bằng công nghệ của IGBT và ở đây là cái 4 con IGBT ha. Và ở trên sò IGBT này á, thì nó chạy con cái mã là 60NG65 luôn nha anh em. Nó 60NG65. Đó là cái thông số của nó. Và cái tụ đỏ đỏ này đây là tụ không phân cực ha. Và các cái điện trở và các bo này á, các bo của máy hàng ký này thì nó được thiết kế hai mạch nha tất cả anh em. Đó, mạch này thì có linh kiện nổi và mặt mặt ở phía sau kia là một linh kiện dán ha. Và ở trên nè, đây là một cái bo dùng để xử lý các tín hiệu mà khi chúng ta vặn điều chỉnh ở cái nút này ha, các nút này đó, và nó hiển thị xử lý luôn các đồng hồ hiển thị này ra luôn ha. Đó, và đây là một cái bo xử lý nè, xử lý toàn bộ các chức năng của máy ha. Và bo này thì nó cũng có hai mạch luôn nha. Đó, mạch đằng trước là linh kiện nổi và mạch ở phía bên trong á, đó phía sau bên kia là đó là một mạch linh kiện dán ha. Và dây nhựa thì cũng được kết nối và làm cũng rất là gọn gàng. Và cái phần bo này thì nó có công dụng là chia nguồn nha anh em. Nó phân nguồn ra thì nó sẽ tạo ra nè, nguồn điện chính nó sẽ vào ở bo này và nó sẽ đưa ra nguồn điện là 24V, âm 24V, dương 12V hoặc là âm 12V ra điện 5V ha, để nuôi cho các con điện chở và các con sò và cái ở trên máy nè thì nó để cho nó hoạt động ha. Rồi, và còn bên phần này, rồi bên phần này thì anh em có thể thấy thì ở dưới đây có một cái bo nguồn ha. Thì bo nguồn đây là một bo nguồn chính của máy hàng mít Hồng Ký 200 Pro này ha. Đó, thì máy được thiết kế 4 cái tụ nguồn nha anh em. Đó, 4 cục đen đen được nằm trên đây nè, 1 này, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Đó, 4 cục đen đen đó là 4 cái tụ nguồn chính ha. Và cái thông số của nó là 680 UF, 400V nha anh em. Và có 22 cái relay nguồn điện chính. Và con diode cầu của nó thì nó được ốp ở trên cái nắp vỏ của máy ha, được ốp để giải nhiệt nha anh em. Đó là mấy cái sợi dây và vàng vàng đỏ đỏ này nè. Đó, rồi thì hoạt động được hai con diode cầu nha. Đó, hai con diode cầu, một con, hai con. Thì con diode đó thì nó có công dụng gì? Thì nguồn điện vào của chúng ta, điện gia đình của chúng ta là 220V sẽ vào hai hai con diode đó, và hai con diode nó sẽ biến ra nguồn điện là DC 300V nha anh em. Và bốn cái tụ nguồn này thì nó nạp điện 300V từ hai con diode cầu nó đưa vào. Và có hai relay này dùng để ngắt đóng mở nguồn điện chính ha. Nguồn điện 220 thì sẽ vào cái relay này nha anh em. Về cái con sò công suất, mình xin lỗi nha, về cái con sò diode ra thì mình thấy là nó hoạt động tới 10 con sò diode ra nha anh em. 10 con. Một bên nè, điện nó có hai bên, một bên thì nó có 5 con. Anh em thấy nè, 1 2 3 4 5 con ha. Và bên kia
bên ở dưới á, thì nó có 5 con nữa. Do bị vướng cục lăng phô này nè thì máy quay mình không đến được ha. Đó. Phía dưới có 5 con thì tổng cộng là có 10 con nha. Và các khớp nối của nó thì nó cũng được siết bằng ngóc đó, và bấm bấm lại ha, bấm đầu cốt lại và siết ốc đưa ra thì cũng rất là chắc chắn, đảm bảo là khi mà hoạt động với cường suất cao thì vẫn đủ tải ha. Và có thêm một cái thân phô này ha. Thân phô này thì dùng để làm gì ha? Thân phô này là nguồn điện 220 sẽ vào cục thân phô này ha. Nguồn điện gia đình của mình nó sẽ vào cục thân phô này, và thân phô này nó sẽ đưa ra dòng điện là 36V nha anh em. Nguồn điện 36V này thì dùng để cung cấp điện cho cái đồng hồ ha. Đó, điện 36V này nó sẽ đưa ra vào cái ổ điện này ha. Đó. Và cục tăng phô này thì nó khoảng 12A nha anh em, nó khoảng 12A. Và đây là một cái đường ống ở dưới đây, ở dưới cái tăng phô nè cũng được kế một cái đường ống nè. Đây là đường ống khí vào ha. Thì khí, nếu mà chúng ta sử dụng mic mà có dùng khí á thì anh em gắn bình khí CO2 nha. Và khi mà chúng ta bóp còi súng á thì cái còi súng, cái công tắc súng sẽ lệnh về một cái lệnh để mở cái van mở cái van của cái đường cấp khí này ha. Đó. Đây. Đường khí vào đây. Khi mà chúng ta bóp còi một cái thì IC xử lý nó sẽ lệnh về một cái lệnh để mở cái van này ra để đưa cái khí vào đầu súng của chúng ta ha. Đó. Còn bên này. Rồi bên này thì tăng phô biến thế xuyến của nó ra ha. Đó thì đây mình thấy cũng có hai cục ha, nó sẽ đưa ra hai cục. Đó. Đó là biến thế để đưa dòng hàng ra luôn nha anh em, đưa dòng hàng ra cái cọc hàng nè. Đó. Từ hai cục này nha, đưa thẳng ra một cái cọc hàng nè. Đó, đưa ra một cái giắc. Và cái cọc hàng súng này ha, đưa ra đầu hàng súng này của chúng ta luôn ha. Bằng một sợi dây cáp này nè. Bằng một sợi dây cáp này, đó thì nó sẽ, ở cái cường độ dòng điện nó sẽ đưa thẳng cái sợi dây cáp này nè, đưa ra đầu súng này luôn ha. Rồi ở trên đây thì cái motor của đẩy dây ra đó thì anh em thấy ha. Phòng ký mình cảm thấy là cái motor đẩy dây ra nó làm rất là lớn nha anh em. Lớn hơn cái dòng kha tất cả cái hãng khác nhiều luôn á. Đó, cục motor của nó nè. Thì motor nó thì được sử dụng là nguồn điện là 24V nha anh em mình. 24V. 3,5A. Rồi và đây cũng là toàn bộ những cái cấu tạo ở bên trong của máy hàng mic Hồng Ký 200 Pro ha. Thì đến video này thì mình cũng hy vọng cho tất cả anh em mình sẽ tìm được một con máy hàng mà ưng ý để sử dụng cho công trình của mình, xưởng của mình ha. Rồi thì Nam Tuần Việt cũng xin dừng video tại đây ha. Thì các bạn đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần của mình nha, để mình có động lực ra những cái video ok hơn. Rồi xin chào tất cả anh em mình nha. Bye bye.